sản phẩm đáng mua của Focalu. Hello mọi người, hôm nay sẽ là những món đáng tham khảo của nhà Focalu nha. Đầu tiên là em phấn phủ bột kiềm dầu nè. Em này nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều luôn á. Trước học viên Benny có dùng qua loại có màu thì đúng là hạt phấn hơi to và dày nền thật á mọi người. Nhưng mà loại không màu đi mới vừa mua đây á thì hạt lại nhỏ và tự nhiên hơn. Độ kiềm dầu cũng nằm ở mức ổn, phủ lên nền lì hoàn toàn nha và không tạo độ bóng. Nhìn chung á, ở mức giá này thì mọi người có thể dùng thử được nha. Thứ hai là bản triệt sắt quốc dân mà ai cũng đã biết nè. Nếu như so với các bản triệt sắt như đã từng dùng á thì bản này chỉ nằm ở mức tương đối thôi vì giá khá là rẻ. Nhưng mà chất kem mềm, dễ tán và ẩm nha, không có bị lộ nếp nhăn mắt nhiều. Màu cá hồi che quần thâm cũng rất là tốt nữa, xứng đáng để mà nổi tiếng nha. Tiếp theo là bản Matte Crystal, bản này Thiền Ni cũng đã dùng rất là lâu rồi và cũng giới thiệu nhiều bạn sắm em nó lắm luôn á. Giá cả bình dân dễ mua nè, tông màu tươi sáng, chất phấn bám tốt mà nhũ còn đẹp nữa. Và đây cũng là món mà đi thấy đáng mua nhất của Focalu luôn á. Cuối cùng là em son bóng Super Glossy, bản này săn 1 tặng 1 thì chỉ tầm có 50 xu thôi. Chất bóng lên nhẹ nhàng xinh xắn nha, phù hợp cho bạn nào không thích bóng lòng bóng lộn nè, bị cái mùi hơi ghê với lại swatch của hãng rất là điêu. Nhận về khác màu hết trơn à mọi người, nhưng mà đi thấy vẫn đẹp á. Màu đi khuyên mọi người mua nhất là màu 203 nha. Đây là một tông MLBB xinh đẹp tuyệt vời luôn á. Còn bạn thì sao? Cho đi ý kiến với nha.